Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hồ, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi, hôm nay chúng ta cùng nghe đánh bài tiếp nào. Rồi, đầu tiên cho mình cảm ơn cái ghi ủng hộ của các bạn cho cái việc là mình để cam. Rồi, thì nói chung là mình hiện tại thì cũng chỉ mới có hai cái bình luận để đồng ý với cái việc đó thôi. Thì nói chung là dẫu có hai bình luận thì mình vẫn rất biết ơn là các bạn đã tương tác với lại cái video của mình. Rồi, vấn đề tiếp theo đó là mặc dù tại sao có ý kiến ủng hộ mà bữa nay mình vẫn không để cái cam của mình lên, thì là tại lúc này mình đang cỡ trận rồi. Ví dụ là tại Sài Gòn bây giờ lạnh quá cho nên đó là mình mặc áo vô mình chịu cũng không có nổi luôn, các bạn biết rồi mà. Sắp hết mùa nắng là chuẩn bị bước qua mùa mưa, nó nắng nó nóng cực kỳ luôn, hay nói là bữa nay không chỉ giống như mình bị sốc nhiệt luôn. Giờ trưa này là mình như là mình nằm nhạt luôn các bạn, không làm gì nổi trơn. Khó khăn lắm mới lên máy làm video được, mà tại lúc đó nó cũng chiều rồi. Cái cô nó bớt nắng rồi, chứ là phải uống nước đá vô cho nó mát người, chứ không là thật sự là lúc đó như muốn chết luôn vậy. Đó, thành ra các bạn không cảm là nói chung là video hôm nay thì mình sẽ không có mở cam. Nhưng mà ngày mai nếu mà thời tiết nó tốt hơn chút thì mình sẽ mở các bạn ha. Nhưng là giờ chơi kéo bài của thanh niên này một chút cho nó vui. Coi nào, là cái lá bài này thì chịu rồi, kệ nó, ảnh có nhiều bài trên tay, mình càng kéo được dễ thôi. Thanh niên này xài bài phép nhiều lắm, thành ra đó cũng là cái dở của cái thanh niên này. Mình cứ nhiệt tình mà chơi thôi. Thì ra lá này, ổng xử sớm ảnh chơi cái lá này của mình rồi. Đây, nói chung là hồi chiều này là mình đăng cái bộ clip lên là mình chơi bài hệ thổ. Lần này mình chuyển qua chơi bài hệ âm nha các bạn. Bộ bài này nó là cũng hơi bị hắc lâm đỉnh đấy. Rồi kéo một lá cho vui. Nhưng mà không có cái dòng gai ở đây thì kéo nó bài ảnh vô kéo được lá phép cũng không có ý nghĩa gì hết. Nhưng cái dòng gai đó nó tương đối là dễ chơi các bạn. Nó yêu cầu chúng ta là kéo được bài phép, bài tráp hoặc là bài có effect của đối phương. Thành ra là nhìn chung thì nó cũng khá là ok thôi. Bữa nay mình được cầm theo con này luôn, nó búp cho thứ 5 cho chúng ta. Ê trời ơi, thủy độ kinh nha. Cũng may quá mình không có quăng nó ra, không thôi là lỗ rồi. Rồi còn có con lá trong tay tính làm gì đây anh trai? Bắn ha. Rồi nói chung là anh trai đây cũng là hơi bị vui vẻ đấy. Tiếc là mình có bách niên thiên nhãn các bạn. Có cái lá này trong tay là chơi dễ hơn hẳn luôn. Dù là đối phương nó có ra con summon hay con gì á, mình cũng không có sợ. Tại vì đơn giản là mình biết tổng là dù là còn thần ra đi chăng nữa thì hay bất cứ cái lá bài thần nào mình cũng xử được hết. Nói chung là nó sẽ nhắm vào con mạnh nhất mà nó chơi, thành ra là chúng ta cứ yên tâm là chúng ta có thể áp đảo được đối phương các bạn. Rồi đây, đúng là chúng ta chặn cái thế tiến công của nó bằng cách gì có cái con quái mạnh nhất của nó. Rồi đây, con này mới có một lá thôi, ráng lấy thêm mấy lá nữa để xài. Con này nó khá là mạnh mà nó là quái thường nữa. Rồi mình lấy theo này cái này một cái để đề phòng. Rồi cái sân Gagaga Magic Cần, con gì thì cũng vậy thôi, chạy đâu cho thoát. Trời ơi quá nhiều quá. Tưởng có con này là chặn được thế tiến công của mình, nhưng mà xui quá em có cái này. Not good, đúng rồi, quá not good. Rồi đây đã được rồi, cũng cho con này nó ra sân, nếu không cũng tội nó các bạn. Rồi bỏ thêm cái này xuống nữa là ngon. Đây 2400 kéo luôn lá bài còn lại. Nói chung chơi với cái dạng người mày toàn là fusion với reset như là cái thanh niên này thì mình kéo được một vài lá bài là đủ chết ảnh rồi. Nhưng mà chơi cái này thì mình thấy là nó cũng như đang giống như bắt nạt cũng vậy đó. Người ta thanh niên đúng là mình ít thật. Người ta ảnh khó khăn lắm mới bày thế rồi đánh với mình. Nhưng mà ảnh mà cứ toàn chơi fusion giống vậy không thì hầu như là không có cơ hội để thắng. Còn lý do thì rất đơn giản rồi các bạn, là gì á, là fusion nó đòi hỏi một cái chính xác khá là cao. Mà thanh niên này lại cầm không có những cái lá bài mà vậy, nó có cái tính lắc léo á, cho nên là các bạn có thể thấy mình chỉ cần tung một cái thế nào đó ra thì hầu như cũng có thể hạ được cái thanh niên này các bạn. Bởi giờ hầu như là thanh niên ít khi thắng được mình, mà có thắng là ra phần là do mình sơ xuất chứ không phải là do thanh niên này hay. À mà anh này gọi là thiếu niên sao lại gọi là thanh niên vậy? Mới có hơn 10 tuổi chứ mấy. Nói chung là cũng dạng của Satoshi thôi.
hào quang như một chính. Có điều là cái này là chơi bài với lại dùng công nghệ để mà hiện cái con quái lên thôi, còn như Satoshi bên Pokemon thì đúng là hắc lâm đỉnh rồi các bạn. 10 tuổi nhưng mà này nào bẻ gãy sừng trâu có đó. Người ta nói là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, con này là nó ảnh mới có 10 tuổi thôi là ảnh chơi rồi. Nói vô là cũng đỉnh phết. Rồi lá hồi sinh. Trác hô này không nên để xuống hết một lần. Rồi mình mới tìm được lá bài này khá là hay các bạn. Nó tên là AP Fighter. Nói vô là nó là một lá bài mảnh thú thôi chứ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà được cái hay của nó đó là khi mà chúng ta hình như là nó mình gắn gì vô cho nó thì nó sẽ tăng thêm 2 tự thăng thêm 2 chai điểm công như vậy. Rồi ok, Marufo dùng Kamiyoko trưởng con này nó cũng hơi phí nhưng mà không kệ đó cũng được. À ảnh lỗ mà phải mình đâu, người khác lỗ mà ảnh cứ làm như là ảnh nguy hiểm lắm vậy đó. Cái là ảnh lỗ mà ảnh làm như là ảnh nguy hiểm lắm, tại ảnh có ít bài hơn mình mà ảnh mất 3 lá mình mất có 1 thôi. Vậy mà cũng bài đặt rõ là nguy hiểm. Này thì nguy hiểm này. Rồi lấy cái bình hoa gõ mình cái. Rồi thôi cho gõ luôn. Năm xưa Helen lấy cái bình hoa gõ Defiber để mà giúp Menelaus, nói chung là pha lật kèo cuối cùng các bạn, giúp Helen sống sót qua cái sự kiện hành trôi. Nhưng mà chính điều đó nó cũng khiến người ta tình nghi là bài ấy liệu có phải là gián điệp cho Hy Lạp cài vô để mà kiếm cớ để mà đánh thành trâu hay không ấy, chứ đùa đó. Thì nói chung là sự kiện nó đã diễn ra từ những năm trước công nguyên mà ta nói là trước có sử luôn các bạn, khi có sử luôn các bạn. Mà tất cả những gì chúng ta biết đó là thông qua văn học chứ chả phải sử học chính thống nữa. Mà quan trọng hơn hết đó là sử của cái kẻ chiến thắng chứ cũng chẳng phải là sử của cái... Chúng ta không có tài liệu của cái bên thành trâu để mà chúng ta đối chứng các bạn. Thành ra là chúng ta chỉ có thể nghe mấy ông Hy Lạp nói thôi, mà các bạn biết rồi đó, kẻ thắng viết sử mà. Thì thôi giờ làm sao chúng ta biết được là mấy ông Hy Lạp có xạo hay không, hay là Helen đều hiểu có phải là con điếm chính trị hay không. Tất nhiên là thần thoại Hy Lạp thì nó bị phủ lên một cái lớp màu sắc của thần thoại, khi mà tất cả thì đều là ý muốn của các vị thần. Dù rằng trên thực tế thì chả có thần nào lại đi xui khiến tín đồ của mình đi đánh nhau cả. Nhưng mà tất nhiên là khi mà đã muốn rồi thì người ta sẽ nặng ra cả đống cớ để mà làm cái điều mình muốn. Cho nên là giờ ai cản nổi giờ. Bây giờ là muốn cãi cũng không được. Tại đơn giản là muốn cãi thì chúng ta cũng phải có một cái gì đó chúng ta cãi. Còn này chúng ta không có tài liệu đối chứng của bên kia, chúng ta chịu rồi. Thì cứ cho như là mấy ông Hy Lạp lúc đó là chính nghĩa đi, dẫu sao mấy ông mới thắng mà. Bản thân cho thần thoại Hy Lạp á, thì người Hy Lạp họ cũng thừa nhận một điều khi mà cho nữ thần Athena nói chuyện với nữ thần Aphrodite. Tại nữ thần Aphrodite thì ủng hộ thành Troy, trong khi đó nữ thần Athena thì ủng hộ bên Hy Lạp. Mà các bạn cũng biết là cuộc chiến thành Troy thì nó cũng không phải chỉ đơn thuần là cuộc chiến tranh giữa con người, mà nó là có cái sự ủng hộ đằng sau của thần thần. Hera, Athena với lại Poseidon á thì ủng hộ phe của Hy Lạp, trong khi đó là Aphrodite nè, Ares nè, Apollo nè với lại Artemis á lại ủng hộ phe thành Troy. Mà tất cả các lý mà họ đều hoàn toàn là có lý do ủng hộ cả, chứ cũng chả ông nào ủng hộ mà khơi khơi hay là vì chính nghĩa mà ủng hộ cả. Ba con này đâu có effect hay là dở cái Lassify lên là ngon cơm rồi. Một đó thì các bạn có thể thấy tủ đơn giản là tại vì tất cả bọn họ đều có lý do riêng. Hera với Athena thì còn cay Paris cái vụ mà Paris ủng hộ chỗ ủng hộ Prometheus là nữ thần đẹp nhất. Còn Poseidon thì đơn giản là tại vì ông ấy ủng hộ người Hy Lạp, do là người Hy Lạp thì rất là xem trọng ông ấy thôi. Hy Lạp thì lúc đó phát triển giao thương hàng hải khá là nhiều, thành ra là họ cũng thờ cúng cho thần Apollo, cho thần Poseidon. Còn phía bên kia thì Aphrodite vẫn còn nhớ ơn cái việc mà năm xưa Paris chọn mình là người đẹp, nữ thần đẹp nhất. Ares thì Aphrodite ủng hộ ai thì ổng ủng hộ bên đó là tại ổng yêu bà này mà. Mặc dù không, ông ấy lại là chồng sau chứ không phải chồng trước các bạn. Oh. À con này nó lại cái con biến tấu từ cái con cái con gì ta, cái con chiến binh Celtic của mà phiên bản đặc biệt của Yugi này. Rồi hay đấy. Rồi ok ok chú lợi hại đấy. Còn bắt luôn. À con này hay, con này cái này là nó bắt quái của đối phương, con mà nó giết về để làm đệ tử cho nó các bạn. Lợi hại lợi hại. Hổ báo hổ báo. Mà con này nó hơi tào lao vậy.
nó 1.500, nó thủ 2.000, nó lật qua thế thủ, mà con nào dưới 1.900, trên 1.900 thì không giết được nó. Ủa vậy nó đã thủ rồi, không ai giết được nó luôn, trừ khi các bạn quăng phép quăng gì ra thôi. Chơi cái này gọi là chơi ăn gian nè. Rồi chơi chơi. Rồi đấy, Apollo thì tại vì vẫn còn yêu công chúa Cassander của hành trôi, còn Artemis thì vẫn còn cay cái vụ Agamemnon bắn con hươu của bà bãi. Nó nếu mà các vị thần thì có lý do riêng của họ trong cái việc mà ủng hộ phe này phe kia, chả có vị thần nào thật sự là chính nghĩa cả. Rồi gọi con này ra thì cũng hay đấy. Chứ mà cộng hai con này lại thì mới được có không được, không được, không cứu được. Tại vì cộng vô nó mới có 2.800 thôi các bạn. Đó các bạn có thể thấy ha. Đó, nói chung là các vị thần cũng thật không đôi đi, cũng không phải thật sự là đại diện chính nghĩa đâu. Họ cũng chỉ là đại diện cho cái mong muốn của bản thân họ thôi. Rồi bây giờ thích chơi thì chiều, you like thì I afternoon nha. Rồi xong, bắn một cái thấy mấy chuyện ông trời. Gì đây? Wow, cộng vô hả? Cũng vậy à chú em ơi, hai cái này nó kết hợp lại thì trời đất ơi, cho chú chết luôn, đùa với phủ giáp à. Tí là không còn gì cho mấy con goblin của mình nó lút. Rồi biết ảnh có con này chắc mốt phải kéo đem theo cái bàn tay của mình kéo giỏ con này, à là đem theo mấy cái lá mà đánh xuyên giáp nữa để bắn xuyên qua đây, chứ không vậy sao chơi. Con kỹ độ mình có bộ giỏi đấy. Rồi cái này chơi tới thất bại rồi biết sao vậy. Mà ngay cả những người tham gia cuộc chiến đó thì cũng chẳng ai vì Helen cả các bạn ạ. Ngoài miệng thì họ vẫn nói là vì cái lời thề ước năm xưa là sẽ luôn luôn yêu thương và bảo vệ Helen, sẽ đến cứu Helen khi mà nàng cần ấy. Thì cái vô là cái đó là cái cớ đi tham chiến thôi. Chứ còn thực chất là tất cả người Hy Lạp khi đó thì một á là cái việc mà Hy Lạp bắt đầu muốn hướng chiến tranh ra bên ngoài á, là một phần là do lúc đó họ thấy rằng á là nếu mà không có chiến tranh hướng ra bên ngoài thì họ sẽ tự đánh lẫn nhau. Ra cách tốt nhất là kiếm ra cho một kẻ thù chung để mà tiêu diệt. Và không may thành trôi lại được chọn, thì đúng là trôi là được thủ thương mại của Hy Lạp mà các bạn. Thì đó. Với lại chưa kể khi trôi đó là một cái thành bang cũng thiên về thương mại, người ta họ khá là giàu. Mà tất nhiên các bạn biết là ngày xưa đánh thì đồ thành thì giết chóc thoải mái rồi thôi, có ai cản được đâu. Cho nên đó là anh em cứ vô tư, thấy không? Đánh trận xong phá được thành rồi tha hồ bắt giết hết đàn ông, bắt phụ nữ về làm nô lệ cho mình, rồi lút cho nó đã khi phân chia những loại phẩm và đủ thứ đấy. Các bạn có thể thấy bởi mình nói rồi, không ai thực sự về Helen đâu các bạn. Rồi trà phe này xui rồi, tại vì nó dướng cái lá này là giờ mình không cách nào phá được cái lá này. Nãy mình chừa ngô ai ngờ con này nó bắt luôn, giờ phải làm cái gì là con này cơ. Thôi dở lên luôn đi, chán rồi. Thật ra tại vì mình làm gì mình cho hết bài cho nó nhanh thôi. Rồi hay. Làm gì có ai thật lòng gì Helen đâu các bạn. Rồi cũng hay. Tiếp là ảnh bỏ hơi sớm, ảnh bỏ sau đó thì ngon. Tại qua lượt sau mình mới dỡ được cái vòng gai của mình lên. Ở đó cái vòng gai đây cũng chỉ là hỗ trợ kéo sát thương thôi, chứ cái bộ bài này nó cũng không phải là lợi dụng cái lá này nhiều lắm, mà chỉ là lợi dụng tổng sát thương thôi mà. Wow. Ây da. Chơi lá này để làm gì? Mà nghi ảnh có lá phép nữa, anh này nhiều phép lắm. Gì nữa, rút 3 lá bỏ 2 lá, kiểu này chắc hết bài quá. Trời đã khôn. Rồi ra mang cái trần, giá này cũng gây cho mình được khá nhiều tổn thương đấy chứ.
mà cũng tà tà bậc trung thôi. Rồi đây, còn lá bài mình xin luôn nha. Ây da, bữa nay chơi hay dữ vậy anh trai. Ây da, chú em này công nhận bữa nay hơi bị giỏi đấy. Cái lá bài thôi nhìn thấy hài rồi. 1.800, 1.500 vậy hả? Rồi cũng đau, 1.500, 1.350, mất thêm 1.800 nữa. Wow, đẩy mình được vô thế khó rồi đấy. Chú em này hay, chú em này hay. Hảo, các bạn. Mì hảo đấy. Hảo chính hiệu đấy. Này thì hảo này. 400 giờ xin luôn lá bài còn lại. Hết hồi sinh. Này thì hồi với trả sinh. Rồi. Đánh cho khỏi thương sành luôn à. Ôi chà, không thèm úp cái lá bài này xuống luôn ta ơi. Gan lì dữ. Một trăm. Còn cái gì nữa đâu để mà loot. Trời ơi, mấy con goblin này chuyên gia loot đồ luôn các bạn. Rồi xong. Rút được lá gì thì cũng vậy thôi. Thanh niên này nó không có mấy lá bài mà mạnh thuộc tuyến ngay ban đầu. Mà toàn mấy lá bài dạng này không. Cùng lắm là ảnh tự thí con này lấy được của mình 500 máu mà vẫn còn thiếu 50 điểm nữa. Rồi đây ta úp con này xuống chơi. Chứ thật ra thì thắng rồi các bạn ạ. Rồi 700. Còn cái gì ở đâu để mà loot. Rồi thôi cho một đòn kết liễu đi. Nhìn mặt cái thanh niên này mình vẫn cứ thấy nó hài hài. Rồi ok. Trời, cái lá bài này một cái mặt nạ mới các bạn. Mình thì lại chả chuyên dùng mặt nạ mà mình cũng chả ham gì cái mặt nạ này các bạn. I've lost 20 straight, so what? Rồi ok, thua nhưng vẫn tỏ ra là oai hùng không? Rồi thua vẫn phải oai các bạn. Rồi ok, rút kinh nghiệm. Mình nghĩ là mình cho ba lá này nó đi trước đi, nó khá là bị động các bạn. Đối với bộ bài này mình lấy cái bàn tay mình kéo có khi nó hiệu quả hơn. Tại vì là ảnh có cái con đó thì dùng cái lá này nó không hữu dụng lắm. Tại đôi khi ảnh úp xuống thì mình chịu luôn. Tối ưu hóa sát thương không phải là mục tiêu chính của cái này à, cái bàn tay đâu rồi nhỉ. Đắc hôn thì mình không cần. Dù nhập ma tâm pháp thì mất thời gian quá, mà chưa kể mình đôi khi mình không có đủ ô. Lấy thêm hai lá này đi. Mình sẽ tự bớt hai cái này lại. Rồi, còn ba lá mình lấy luôn, ba lá này mình kéo dò ảnh cho nó đã. Bớt xài chấp hôn lại, xài chấp hôn hoài, mặc dù cái việc sử dụng chấp hôn nó thành đặc trưng của cái kênh này rồi. Lưu ý các bạn là mình cái việc mà mình để cam thì nó không phải là đặc trưng của kênh mình các bạn nhé. Tại vì là không phải clip nào mình cũng để cam, cho nên cũng không thể nào gọi nó là đặc trưng được. Nhưng mà tại đa phần các clip thì đều để cam, cho nên là các bạn nếu các bạn muốn xem nó là một cái đặc trưng của kênh mình thì cũng ok. Thì nói chung là nó cũng chả có cái gì đặc biệt cả, thì nói chung là tăng tính tương tác lên thôi. À, nói chung là chúng ta biết cái con này nó có cái chiêu bắt rồi. À mà đúng rồi. À đúng rồi các bạn, nếu mà nhìn hiểu con Apple Fighter, AP Fighter thì nó chỉ khác, nó chỉ thay cho cái con gì các bạn biết không? À thay cho cái con pháp sư bên bản của Maric á. Cái con mà nó cầm cái con Maiden mà nó cầm cái lưỡi hái á các bạn. Quên, nói chung là nó bắn con nào thì hết lượt là nó sẽ bắt cái con đó về làm đệ tử cho nó, và mỗi con sẽ cộng cho nó 200 điểm. Như là con đó gốc nó 1.700 qua để thành 1.900 thôi. Như là nó điểm thủ nó cũng lên được một chút. Nói chung là không có gì đặc biệt lắm các bạn. Là tà bậc trung thôi. Qua đây chỉ số ngon lên một chút. Nhưng mà từ con Maiden đang đẹp ra thành cái con khỉ này nhìn nó buồn đời vậy luôn á. Rồi xong. Các bạn nghĩ thử coi, từ một cái nàng Maiden gì đẹp lại biến thành cái con khỉ này. Nhìn coi giống cái thủ lĩnh của Tân Đảng không? Giống như coi Gintama, cái tay thủ lĩnh của Tân Đảng ấy. Là có khi còn bị nhầm với Tinh Tinh. Buồn đời gì đâu.
mà yêu ai không yêu lại đi yêu với con nhỏ bạo lực là chị của Shinbachi á. Mà Shinbachi thì đúng kiểu là nhân vật bình thường trong đám người bất thường, thành ra chính Shinbachi thì trở thành người bất thường. Mà hầu như Shinbachi được đưa vào giống như tất cả đưa vào là kiểu nhân vật đưa vào cho có đó các bạn, chứ cũng không phải là nhân vật chính thống gì đâu. À, nếu các bạn để ý thì Shinbachi luôn luôn bị đem ra làm chọc cười. Ví dụ như cái tập mà cả đám bị đổi giới tính á, nam thành nữ, nữ thành nam á, thì Shinbachi lại bị một xử lý một cách đơn giản, đó là chỉ thay cho cái mắt kính từ màu đen vào hồng thôi. Thành ra còn được gọi là chỉ kính hồng các bạn. Quá tài luôn. Rất ít tập Shinbachi được phép được dịp thể hiện thôi. Đa phần là Itama với lại Kagura là chủ yếu. Rồi thấy hai lá thì thôi nó kéo là mệt rồi đó. Ồ, Hachacha. Ây da. Rồi, lấy cái bình ra chơi. Không lấy cái bình ra thì biết lấy cái gì bây giờ. Nhưng mà có con này cũng hả, Go Gigan. Nghe kìa. Gigan là dạng người khổng lồ các bạn, cái này từ này gốc, nó là tiếng Anh nhưng mà gốc Hy Lạp các bạn. Rồi, ok. Rồi, úp xuống nhiều quá ha. Cái gì đây? Wow. À, không, cái này bút sát thương thôi các bạn. Nói chứ là nó nằm trong anh em á. Còn cái lá hồi nãy mà giống như là tưởng tượng mình mạnh lên á, cái lá đó là chính là mạnh trên sofa đó các bạn. À, anh không còn cho mình lấy nữa rồi, buồn ghê vậy đó. Rồi xong. Bắt con này về. Lần này lưu ý rồi, không có để nhiều nữa, để tránh tình trạng là bị mất các bạn. Rồi, ok. Bị mất ô ấy, không có tung phép tung gì được. Tại bộ bài này nó tốn khá nhiều ô rồi các bạn. Biết con đó có phép để mình chơi không? À có, 500. À, vừa hết máu luôn hả? Ây da, thiệt là tuyệt vời quá đi. Nó nằm ngoài dự tính của mình luôn á. Ây da. Thanh niên này tên là Yuma hả các bạn? Nãy giờ mới để ý cái bản tên, cái thanh niên này hiện lên là Yuma. Thanh niên này có phải tên là Yuma không? Bạn nào biết coi phần này rồi cho mình biết chứ. Mình chưa coi phần 4 nên không biết thanh niên này tên gì nữa. À lộn, cái thanh niên ngoài. Thiếu niên, xin lỗi các bạn. Cái này là thiếu niên thôi, chưa được là thanh niên. Mới hơn 10 tuổi là thanh niên không nổi gì. Rồi đây. Vô, vì sao tôi say mê đá banh nè các bạn. À, đó, cái lá này nó chính là mảnh tường sông pha nè. Qua đây nhìn nó còn hài hơn nữa. Rồi đây, giờ có cái đánh xuyên giáp rồi. Ok. Not good à. Này thì not good này. Trăm. Có cái lá này gắn vô nó phối hợp với cái lá goblin khá là hay các bạn. Cái này nó giống như là cái chiêu rớt thả sao xuống vậy đó. Thiên thạch rơi các bạn. Và cái này là giống như là tấn công của thiên thần các bạn. Nó là mình nhớ tới cái chiêu thả sao của mấy ông pháp sư con người bên Warp á. Chiêu đó cũng khá hay. Con này không lật qua thì mệt rồi. Rồi đây. Rồi ok. Chơi. Xin chọn luôn ngàn. Cầm hai cái khiên mà đứng thế công là dở rồi. Một cái khiên thì còn công được, chứ hai khiên là khỏi công. Hai khiên cũng chả biết sợ thương. Hai khiên là cái đeo trước sau lưng để đề phòng bị đánh, bị bắn trúng sau lưng. Còn cái khiên cầm trước mặt là để đỡ. Còn cái này cầm hai tay hai khiên thì cũng biết đỡ làm sao luôn. Nhìn như con sò ấy. Chuyển hướng tấn công. No. Vì sao tôi say mê đá bành. Rồi vô. Rồi thêm con này nữa là mệt rồi. Đây phát thứ nhất. Chỉ là con cá này thôi mà. Con cá là bài đặt đồ ăn con tâm được nghị quỷ của mình. Rồi xong. Gì đây? Ồ hồi sinh. Rồi nhưng mà con cá của ảnh thì cũng bị con chó của mình sơ tái à. Cái này thì cá dữ hả? Cá dữ thì cũng bị con chó địa ngục của mình. À con chó đều cho bóng tối hơn mà chơi địa ngục. Lộn. Rồi xong, tâm được nghị quỷ cho nó còn đi. À
nó còn 2.4 các bạn. À, còn nhiêu cũng được. Có mỗi con này có effect dở lên được có 500 con, anh có effect mới được 1000 các bạn. Cái Lassify này khá hay nhưng mà nó đòi hỏi là con quái nó phải có cái effect. Rồi để thử coi được không, tại dẫu sao không xài cũng mất. 1000, ok con này có effect các bạn. Rồi 900, ok chị nhỏ. Rồi đây, chỉ đợi có lá này ra để mình dùng nữa mà. Ây da, dở rồi á. Rồi thôi, bye bye. Đây. Anh em đâu? Bắn. Rồi thế là xong. Kết thúc cuộc vui. Nước mắt chú rơi. Rồi chơi kết thúc. Bye bye. See you again. No. Rồi à, tính ra vậy đều tên là Yuki. Đều có chữ Yu phía trước à. Đây là phần 1 là Yugi. Phần 2 là Yuki. Phần 3 là Yu-C. Phần 4 là Yuma. Trời ơi tác giả đặt tên hay dễ sợ. Rồi ra cái con gì này đắt à, này là trợ lý bóng đêm mà hệ zombie, nhìn thôi là biết zombie rồi. Zombie này cầm khá nhiều dao mà cũng không được mạnh cho lắm. Nói chung là không có effect gì. 4 sao công 1200 thủ 1200, trời ơi phải chứ, ông công 1200 thủ 1500 thì còn xứng nó 4 sao. Ít nhất là nó còn ngang ngang cái con chuột của Yugi chứ còn dây làm gì ai gõ ma nhau à. Cái con này thì các bạn mình còn cái súng ngắn thì cũng xử được nó, chẳng cần phải cái đầu nó còn có cái chấm đỏ chứ không về giống như cái chỗ người ta bắn. Con này dư rồi, con này cũng vậy. Come on, one more time. Rồi ok. Rồi thì đây giờ giỏ cái nãy các bạn thấy rồi, giờ mình vẫn show lại cái bộ bài của mình lên ha. Nói chung là thanh đánh với cái thanh niên này tương đối dễ thở các bạn, không có gì khó lắm. Rồi gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.